Kinh Pháp Cú, quyển 3, phẩm 27, Trần Cấu. 1. Anh chàng hư đốn ngộ đạo. Thuở xưa, có chàng thanh niên con của một gia đình nọ. Từ thuở nhỏ, anh ta được cha mẹ rất mực thương yêu, hết lòng mong mỏi sau này khôn lớn được nên người. Cha mẹ đưa anh ta đến những thầy giỏi, bạn hay để khuyên bảo anh học hành. Nhưng anh ta lại có thái độ kiêu ngạo, không chịu để tâm học tập, sáng học, chiều bỏ, không màng đến sách vở, nên trải qua bao năm rồi mà vẫn không hiểu biết gì. Thấy vậy, cha mẹ gọi anh ta về nhà, quản lý gia nghiệp. Nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, lười biếng không chịu lập chí làm ăn, bỏ bê công việc, khiến gia nghiệp ngày càng sa sút, mọi việc trì trệ. Dù vậy, anh ta vẫn quen thói chơi bời, không cần quan tâm gì đến sự nghiệp. Đồ đạc trong nhà cứ đội nón ra đi để thỏa mãn thói tiêu xài của anh ta. Rồi đến một ngày, anh ta trở thành một kẻ thân tàn ma dại, đói rách dứt dưỡng, tóc tai bù xù, áo quần dơ bẩn. Đã thế, anh ta còn có tính tham lam, keo kiệt, thô lỗ, ngu si, tự cao, không biết liêm sỉ. Là kẻ xấu xa nên ai cũng khinh ghét, chẳng ai đi chung hay nói chuyện với anh ta cả. Vậy mà anh ta không biết tánh xấu của mình, còn căm ghét người khác, quán trách cha mẹ, mắng chửi thầy bạn, tổ tiên, thần linh không phù hộ, khiến cho anh ta lâm vào cảnh khốn đốn như thế. Trong cảnh khốn cùng, anh ta chợt nghĩ, chi bằng mình đến phụng thờ Đức Phật để được Ngài ban phước. Nghĩ xong, anh ta bèn đến đảnh lễ Đức Phật và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đạo của Ngài bao dung, đón nhận tất cả, nay xin Ngài nhận con làm đệ tử. Đức Phật dạy: Phàm người cầu đạo phải tu hạnh thanh tịnh. Nay cậu mang những tư tưởng xấu xa trần tục vào đạo, chỉ nhọc công đến đây, đâu có ích lợi gì. Thôi thì cậu trở về nhà hiếu dưỡng cha mẹ, học tập theo lời thầy dạy, đến chết cũng không quên, cố gắng gây dựng lại cơ nghiệp thì sẽ giàu có an vui. Lấy lễ nghĩa để sửa mình, không làm những điều bất chính. Dù tắm rửa hay mặc y phục đều cẩn thận lời nói và hành động, chuyên tâm nhất ý thì mọi chuyện sẽ thành. Siêng năng tu tâm dưỡng tính sẽ được mọi người yêu mến. Được như vậy, cậu mới có thể học đạo được. Đức Phật nói bài kệ: Không học thì lời thô, không siêng thì nhà bẩn, không trang điểm thân xấu, buông lung diệt sẽ hư, keo kiệt bẩn huệ thí, bất thiện hạnh không tốt, đời này và đời sau, pháp ác thường giấy bẩn, cái xấu trong cái xấu, không gì hơn ngu si. Tu học bỏ ngu si, thành tỳ kheo vô cấu. Nghe bài kệ, anh ta biết mình trước đây kiêu ngạo, ngu si, nên vâng lời Phật dạy, vui vẻ trở về nhà. Từ đó, anh ta luôn suy nghĩ về ý nghĩa bài kệ để sửa đổi sai lầm, hiếu thờ cha mẹ, tôn kính sư trưởng, siêng đọc tụng kinh điển, cố gắng xây dựng cơ nghiệp, khép mình giữ giới, không làm điều trái đạo. Nhờ vậy, bà con làng xóm đều khen ngợi anh có lòng hiếu đễ. Nhân dân cả nước đều tôn anh là bậc hiền. 3 năm sau, anh ta trở lại tinh xá, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật và thành kính thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, bậc chí chân tôn kính đã dạy dỗ con nên người, bỏ ác
làm thiện, tất cả đều được tốt đẹp. Cúi xin Ngài rủ lòng thương xót cho con xuất gia học đạo. Đức Phật bảo: Thiện lai, tỳ kheo. Ngay lúc ấy, râu tóc anh ta tự rụng, liền thành sa môn. Nhờ tư duy quán chiếu lý tứ đế, ngày càng tinh tấn. Chẳng bao lâu, vị tân tỳ kheo này chứng quả A-la-hán. Phẩm 28. Phụng trì. 1. Chất vấn đắc đạo. Thuở xưa, trưởng lão Bà La Môn Tác Già Ni Kiền là một người thông minh tài trí, giàu bậc nhất trong nước. Ông có 500 đệ tử, nhưng tính tình tự cao tự đại, xem thiên hạ chẳng ra gì, lại thường dùng lá sắt mỏng quấn quanh bụng, mọi người lấy làm lạ hỏi. Ông trả lời: sợ trí huệ tràn ra ngoài nên làm vậy. Một hôm, nghe tin Đức Phật xuất hiện ở thế gian, giáo hóa chúng sanh rất thành công, nên ông sanh lòng đố kỵ, ngày đêm lo lắng, mới bàn bạc với các đệ tử. Nghe tin Sa Môn Cù Đàm tự xưng là Phật, hôm nay ta đến đó chất vấn những việc sâu xa, mầu nhiệm, làm cho ông ta bí lối, không thể trả lời. Thế là ông ta dẫn các đệ tử đến đứng ngoài cổng tinh xá kỳ hoàng. Từ xa, trông thấy uy quang của Thế Tôn rực rỡ, trang nghiêm như dần mặt trời mới mọc, toàn thân ông ta chấn động, vừa vui mừng vừa kinh sợ. Thế là ông ta liền đi thẳng đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật bảo ông ta ngồi. Ngồi xuống rồi, ông ta hỏi: Thưa Ngài, thế nào là đạo? Thế nào là trí? Thế nào là trưởng lão? Thế nào là đoan chính? Là sa môn? Là tỳ kheo? Là bậc thông thái hiền triết? Là người tu đạo? Là người giữ giới? Nếu Ngài trả lời được những vấn đề trên, tôi xin làm đệ tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn quán chiếu căn cơ của ông, rồi trả lời bằng bài kệ: Luôn học hành chăm chỉ, tâm chân chính tu hành, chỉ mong cầu huệ báo, đó được gọi là đạo, được tôn là bậc trí, chưa hẳn biết biện luận. Chỉ không lo không sợ, giữ thiện mới là trí, gọi là bậc trưởng lão, không phải do tuổi cao, thân già tóc bạc trắng, có khác gì kẻ ngu, ai noi theo chánh pháp, luôn giữ lòng nhân từ, sáng suốt và thanh tịnh, đó chính là trưởng lão. Người được cho đoan chánh, không hẳn đẹp như hoa, tham ganh uổng trang sức, nói làm thường sai trái, ai bỏ được điều ác, dứt sạch tận nguồn gốc, sáng suốt không giận hờn, đó mới là đoan chánh. Bậc sa môn nghĩa là không phải chỉ cạo tóc, nếu tham lam nói dối, khác chi kẻ trần tục, ai dứt được điều ác, mở rộng đạo nhiệm màu, đoạn trừ tâm vọng tưởng, đó mới là sa môn. Tỳ kheo có nghĩa là không phải chỉ khất thực, tà hạnh mong người thí, chỉ cầu danh mà thôi, ai dứt bỏ nghiệp xấu, siêng tịnh tu phạm hạnh, dùng trí huệ phá ác, đó chính là tỳ kheo. Gọi là bậc hiền minh, chẳng phải im không nói, dụng tâm không chuyên nhất, chỉ bề ngoài mà thôi. Ai giữ tâm vô di, hạnh thanh tịnh vắng lặng, dẹp sạch tâm bỉ thử, đó mới là hiền minh. Gọi là bậc có đạo, không chỉ cứu một loài,
giáo hóa khắp quần sanh, không hại kẻ vô đạo. Người phụng trì chánh pháp không phải chỉ nói nhiều, dù học tập chút ít, thân hành trì đúng pháp, một lòng giữ gìn đạo, là người phụng trì pháp. Nghe kệ xong, tác giả Ni Kiền và 500 đệ tử vui mừng, tỏ ngộ, bỏ tâm kiêu mạn, xuất gia làm sa môn. Tác giả Ni Kiền phát tâm Bồ Tát, 500 đệ tử đều chứng A-la-hán. Phẩm 29 Đạo Hạnh. 1. Đến Diêm La đòi con. Thuở xưa, có một vị Bà La Môn xuất gia từ nhỏ, đến năm 60 tuổi vẫn chưa đắc đạo. Theo quy định của Bà La Môn, đến tuổi này chưa đắc đạo thì phải trở về nhà lấy vợ, xây dựng sự nghiệp. Thế là ông hoàng tộc lập gia đình, sanh được một đứa con trai xinh đẹp tuấn tú. Mới 7 tuổi, cậu bé đã tỏ ra thông minh, học hành rất giỏi, biện luận lưu loát hơn người. Thế nhưng đột nhiên cậu bé phát bệnh nặng rồi qua đời. Bà La Môn đau buồn khôn xiết, cô ôm xác con than khóc đến chết đi sống lại. Thân tộc tìm đủ lời khuyên bảo an ủi, dành lấy xác đứa bé tẩm liệm rồi đem chôn ngoài thành. Bà La Môn tự nghĩ, ta than khóc mãi đâu có ích lợi gì, chi bằng hãy đến vua Diêm La đòi mạng con mình. Sau đó Bà La Môn tắm gội sạch sẽ, trai giới rồi chuẩn bị hành lý vào hoa hương, rời nhà ra đi. Đi đến đâu ông cũng hỏi, vua Diêm La đang ở đâu? Cứ như thế, lần hồi ông đi suốt mấy nghìn dặm. Một hôm, ông đến một hang núi sâu, gặp và hỏi các Bà La Môn đắc đạo. Họ hỏi ông, ông hỏi chỗ vua Diêm La để làm gì? Ông trả lời, tôi có một đứa con trai thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng nó vừa qua đời cách đây mấy ngày, tôi đau đớn buồn khổ tột cùng, nên định tìm gặp vua Diêm La, xin lại mạng sống của đứa con để cậy nhờ lúc tuổi già sức yếu. Các vị Bà La Môn thương ông lão ngu si, liền bảo, chỗ ở của vua Diêm La, người còn sống đâu thể đến được. Chúng tôi sẽ chỉ cho ông một cách. Từ đây về hướng Tây, hơn 400 dặm, có một dòng sông lớn. Trong đó có một tòa thành, là nơi dừng chân của các vị thần khi đi tuần sát thế gian. Vào ngày mùng 8 mỗi tháng, vua Diêm La đi tuần sát, chắc chắn sẽ đi qua thành này. Đúng vào ngày ấy, ông trì trai giới đến đó sẽ gặp. Bà La Môn rất vui mừng, dâng theo lời chỉ dẫn. Khi đến con sông ấy, ông ta gặp một tòa thành rất lớn, cung điện, nhà cửa nguy nga tráng lệ như cõi trời Đao Lợi. Ông ta bèn đến trước cổng đốt hương, quỳ xuống khấn nguyện được gặp vua Diêm La. Vua Diêm La ra lệnh người giữ cổng hỏi ông lão đến đây có chuyện gì. Bà La Môn thưa, tôi tuổi đã già, mới sanh được đứa con trai, ước mong sau này được cậy nhờ. Không ngờ mới lên 7 tuổi lại mang bệnh nặng và qua đời mới mấy ngày nay. Xin đại vương ban ân trả lại đứa con cho tôi. Vua Diêm La nói, tốt lắm, con của ông hiện đang chơi ở khu vườn phía đông, ông hãy đến đó dẫn nó về. Bà La Môn liền đến nơi đó, nhìn thấy con mình đang chơi đùa cùng các đứa trẻ khác. Ông vội chạy đến ôm con, khóc lóc nói, suốt ngày đêm cha thương nhớ con, quên ăn bỏ ngủ, con có nhớ nghĩ đến cha mẹ đang đau khổ không? Đứa trẻ kinh sợ la lớn mắng ông, ông già si mê này không hiểu lý lẽ, tôi chỉ ở nhà ông trong chốc lát, đâu thể gọi là con. Chớ nói những lời vớ vẩn, chi bằng á, hãy đi nhanh đi, tôi ở đây đã có cha mẹ, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau lưu luyến làm gì cho khổ. Nghe vậy Bà La Môn càng thêm đau khổ, khóc lóc rồi từ giã. Lúc ấy ông liền nghĩ, ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm hiểu rõ lẽ biến hóa của người và quỷ thần, ta nên đến đó hỏi ông xem sao. Thế là ông ta liền tìm đến Đức Phật. Khi ấy Đức Phật đang ở Tinh Xá Kỳ Hoàng,
nước Xá Vệ thuyết pháp cho đại chúng. Bà La Môn cúi đầu đảnh lễ rồi thưa mọi chuyện lên Đức Phật. Thưa Ngài, con tôi không chịu nhận tôi, còn bảo tôi là ông già si mê. Nó chỉ ở tạm không bao lâu mà lại nhận làm con. Nó đối xử chẳng có chút tình phụ tử, không biết vì sao lại như thế. Đức Phật bảo, ông thật ngu si. Khi người chết rồi, thần thức đi thọ thân khác. Cha mẹ, vợ con chỉ là nhân duyên gặp gỡ, như khách trọ qua đêm, sáng thức dậy thì phải chia tay. Thế nhưng, chúng sanh ngu muội chấp thân giả tạm này là thật, rồi sanh lo buồn, đau khổ, không biết đâu là cội nguồn, đắm chìm mãi trong sanh tử, không biết khi nào ra khỏi. Chỉ có bậc trí huệ không tham ân ái, thấy rõ khổ đau, đoạn tận nguồn nhân, siêng năng tu tập giới luật, diệt trừ vọng tưởng, chấm dứt sanh tử. Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: sống vui bên vợ con, không nghĩ đến bệnh đau, đột nhiên thần chết đến, như nước lũ dâng tràn. Cha con không cứu nổi, cầu mong gì người khác, chết mong nhờ người thân. Như anh mù cầm đuốc, người trí hiểu điều này, gắng tu tập giới luật, siêng tu độ thế gian, dứt trừ tất cả khổ, xa lìa những vực sâu, như gió thổi mây tan, diệt sạch hết vọng tưởng. Đó chính là tri kiến, trí huệ hơn thế gian. Vui trong đạo vô vi, nếu thọ trì chánh pháp, sanh tử chẳng còn chi. Nghe xong bài kệ, Bà La Môn quát nhiên khai ngộ, biết rõ mạng sống là vô thường, vợ con chỉ là khách tạm. Liền phủ phục đảnh lễ Phật, xin làm sa môn tu đạo giải thoát. Đức Phật bảo, thiện lai. Bà La Môn râu tóc tự rụng, pháp phục đắp thân, liền thành tỳ kheo. Ông tư duy ý nghĩa bài kệ, chấm dứt ân ái, không còn vọng tưởng, liền chứng quả A-la-hán.